người đàn ông 53 tuổi liệt nửa người, đột quỵ não giữa đêm, bác sĩ chỉ ra ngay hai thói quen làm tăng nguy cơ. Việc duy trì các thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ, nhồi máu não. Thích làm hai việc vào buổi tối, người đàn ông phải nhập viện vì đột quỵ. Ông Tôn 53 tuổi ở Trung Quốc bị liệt nửa người, nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm vì đột quỵ, nhồi máu não. Gia đình ông Tôn cho biết, khi đang ngủ, ông Tôn đột nhiên kêu bị tê liệt nửa người trái, sau đó ông rơi vào hôn mê. Vợ ông Tôn là người phát hiện ra và nhanh chóng đưa ông đến viện cấp cứu. Kết quả khám cho thấy ông Tôn bị đột quỵ, nhồi máu não. Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp cứu để điều trị cho ông Tôn. May mắn, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện ông Tôn rất thích uống rượu. Ông thường uống rượu trong khi ăn bữa tối. Sau đó, ông Tôn sẽ sang nhà hàng xóm chơi mạt chược đến tận khuya. Bác sĩ điều trị cho biết đây có thể là hai yếu tố nguy cơ dẫn đến cơn đột quỵ, nhồi máu não của ông Tôn. Theo đó, uống rượu trong thời gian dài có thể gây tổn thương đến mạch máu, gây cao huyết áp, cản trở quá trình chuyển hóa chất béo, dẫn đến tình trạng tăng mỡ máu và xơ vữa động mạch. Ngoài ra, bác sĩ giải thích rằng thói quen thức khuya của ông Tôn cũng có thể khiến hệ thần kinh giao cảm luôn ở trong trạng thái hưng phấn, gây rối loạn chuyển hóa lipid. Thêm nữa, trong quá trình chơi, ông Tôn dễ bị xúc động do tâm lý thắng thua, lúc này huyết áp của ông sẽ thay đổi thất thường và dẫn đến tăng nguy cơ đột quỵ. Đột quỵ có thể xảy ra đột ngột và dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng trong thời gian ngắn nếu không được điều trị kịp thời. Đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường nhắm đến những người trung niên, 50-60 tuổi và người cao tuổi, 70-80 tuổi. Nguyên nhân là do ở độ tuổi này, cơ thể sẽ lão hóa, mạch máu dần trở nên xơ cứng, hoạt động chuyển hóa của cơ thể trở nên kém hiệu quả làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý nền. Ngoài ra, nguy cơ mắc đột quỵ cũng tăng lên những người trung niên, người cao tuổi có thói quen, lối sống kém lành mạnh như hút thuốc, lạm dụng rượu bia, lười vận động, chế độ ăn không khoa học. Sau 50 tuổi, nên thực hiện 3 không để phòng đột quỵ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng ngừa đột quỵ từ sau 50 tuổi, mọi người nên thực hiện 3 không vào buổi tối. 1. Không sử dụng rượu bia. Nhiều người thích tụ tập uống rượu trong và sau bữa tối. Tuy nhiên, nhóm người trung niên và người cao tuổi nên tránh sử dụng rượu bia. Uống rượu quá mức có thể khiến huyết áp tăng cao và gây ra tình trạng rung nhĩ, một dạng rối loạn nhịp tim. Cả hai yếu tố này đều có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ. 2. Nói không với chế độ ăn uống kém lành mạnh. Vào bữa tối, mọi người nên hạn chế ăn các thực phẩm kém lành mạnh như đồ chiên rán, dầu mỡ, nhiều muối, đường. Nguyên nhân là do các loại thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, huyết áp cao, mỡ máu, từ đó dẫn tới các vấn đề sức khỏe tim mạch như đau tim, đột quỵ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên thay thế các thực phẩm kém lành mạnh kể trên thành các loại rau, củ, quả, các loại hạt, ngũ cốc, nguyên cám để bảo vệ sức khỏe tim mạch. 3. Không thức khuya. Thường xuyên thức khuya có thể dẫn đến tình trạng thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc. Thiếu ngủ mạn tính có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, bao gồm cả đau tim, đột quỵ. Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Đại học Gateway, Ireland thực hiện đã phân tích dữ liệu của 5.000 người. Kết quả cho thấy những người ngủ ít hơn 5 tiếng trên đêm có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 3 lần.